Kính thưa quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoa Kiển Hùng Thi, cơ sở của Kiển Hùng Thi, hotline 0918708965, địa chỉ số 36 DT848 khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây, hôm nay làm video gửi với các bạn, giới thiệu bạn một số mẫu hoa hồng thi có cung cấp ở thị trường. Thì cơ sở Hoa Kiển thì chúng em nhận cung cấp sỉ lẻ các loại hoa hồng như là hồng nhung, hồng ngoại, hồng pháp, hồng leo, hồng Sa Đéc, vân vân, tất cả loại hồng quý bạn. Các bạn chỉ có nhu cầu mua hoa hồng các loại liên hệ ngay Hùng Thi 0918708965, hoặc để lại số điện thoại bên dưới, bên em sẽ có nhân viên trực tiếp liên hệ hỗ trợ tư vấn báo giá cho mình luôn. Đây, cơ sở Hoa Kiển thì chúng em nhận cung cấp tất cả loại hồng đa dạng về mẫu mã cũng như màu sắc hoa quý vị các bạn. Các bạn chỉ có nhu cầu mua hoa hồng liên hệ ngay Hùng Thi 0918708965, bên em giao hàng sỉ lẻ, ship hàng toàn quốc cho mình luôn. Đây, những mẫu hoa hồng bên em rất là đẹp quý vị ơi, hoa rất là tươi, rất là lớn, rất là đẹp luôn. Các bạn chỉ có nhu cầu mua hoa hồng liên hệ ngay Hùng Thi 0918708965. Thì bên cạnh hoa hồng Hoa Kiển thì chúng em còn cung cấp đầy đủ tất cả các loại hoa kiển khác, các loại cây cảnh như cây nội thất, cây dân phòng, cây xanh đô thị, cây giống mát, các loại cây công trình. Đặc biệt cơ sở của Kiển Hùng Thi cung cấp các loại cỏ thảm như là cỏ nhung nhật, cỏ lá gừng, cỏ đào vòng, cỏ sơn chi. Các bạn chỉ có nhu cầu mua hoa kiển về trồng trang trí cũng như chúng ta mua các loại hoa kiển cây cảnh về để ta bán lại, hoặc sử dụng hoa kiển cây cảnh các loại cây công trình, cỏ thảm vào các công trình đô thị, thì cứ liên hệ ngay Hùng Thi hotline 0918708965, hoặc để lại số điện thoại bên dưới, bên em sẽ có nhân viên trực tiếp liên hệ hỗ trợ tư vấn báo giá cho mình luôn. Đây, trên mạng các bạn, đây là một số mẫu hồng Hùng Thi có cung cấp đi chưa. Các bạn chỉ có nhu cầu liên hệ ngay chúng em 0918708965. Thì các bạn chị nhớ đăng ký ủng hộ kênh YouTube Hoa Kiển Hùng Thi Vlog và đỡ đặt bật chuông thông báo để khi chúng em đăng những video giới thiệu các loại hoa kiển cũng như các loại cây cảnh như nội thất, văn phòng cũng như các loại cây công trình và cỏ thảm, thì các bạn chị kịp thời nắm bắt thông tin để chúng ta tham khảo những mẫu hoa kiển. Khi các bạn chị có nhu cầu tham khảo hoa kiển nào cũng như mua những mẫu hoa kiển cây cảnh, cỏ thảm, các loại công trình nào, thì cứ liên hệ chúng em ngay qua hotline 0918708965, hoặc để lại số điện thoại bên dưới, bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn báo giá cho mình luôn. Đây, tất cả lô hồng quý bạn, quý chị có nhu cầu liên hệ ngay chúng em qua số hotline 0918708965.